chào quý vị và các bạn, mình cứ rất vui được gặp quý vị và các bạn trong tin nóng bóng đá ngày 10 tháng 4 năm 2024. Kính thưa quý vị và các bạn, một ngày mới đã bắt đầu rồi và Biên Cương cảm ơn quý vị luôn lựa chọn tin nóng bóng đá trên kênh YouTube Biên Viên Tại Biên Cương để đồng hành với những câu chuyện của bóng đá Việt Nam. Kính chúc quý vị và các bạn một ngày mới với nhiều năng lượng thật sự tích cực. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta quan tâm rất là nhiều tới đội tuyển U23 Việt Nam, những người mà vào đêm nay, rạng sáng ngày mai sẽ bước vào trận giao hữu duy nhất để chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á. Nhưng địa điểm thi đấu và nơi tập luyện của đội tuyển U23 Việt Nam là một nơi rất rất đặc biệt, thưa quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ cùng cập nhật trong tin nóng bóng đá ngày hôm nay, bên cạnh rất là nhiều những câu chuyện đáng để quan tâm khác. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tin tức nổi bật nhất. Những tin chính trong tin nóng bóng đá ngày 10 tháng 4, truyền thông Thái Lan sôi sục về Quang Hải. U23 Việt Nam phải thi đấu tổng duyệt vào lúc 1 giờ sáng. Câu lạc bộ Thái Lan lên tiếng về thương vụ Hoàng Đức. Thưa quý vị và các bạn, đó là những tin chính trong bản tin ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng mở đầu với những tin tức của đội tuyển U23 Việt Nam. Nơi bắt đầu là Doha, Qatar và sự khởi đầu cho hành trình tại Qatar của đội tuyển U23 Việt Nam sẽ bắt đầu vào lúc 1 giờ rạng sáng ngày mai theo giờ Việt Nam. Một khung giờ rất là muộn, nhưng đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đá giao hữu với đối thủ là U23 Jordan. Tại sao U23 Jordan lại chọn chúng ta và tại sao chúng ta lại đối đầu với Jordan? Thôi, thì đó là câu chuyện ở phần sau. Và cũng có một điều thú vị nữa là trận đấu này sẽ diễn ra ở một nơi hết sức đặc biệt, cũng là thông tin Biên Cương sẽ chia sẻ sau. Còn bây giờ sẽ là tình hình chuẩn bị của đội trước cuộc đối đầu được cho là màn tổng duyệt của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn với các học trò của mình. Sau 2 ngày tập luyện tại thủ đô Doha của Qatar, U23 Việt Nam sẽ bước vào trận giao hữu rất quan trọng với U23 Jordan vào lúc 1 giờ sáng ngày mai 11 tháng 4 theo giờ Việt Nam, tức là buổi tối ngày 10 tháng 4 theo giờ Qatar. Trận đấu này được xem là trận tổng duyệt quan trọng trước khi bước vào vòng chung kết U23 châu Á. Vì đây là trận đấu diễn ra trong tháng Ramadan của người Hồi giáo nên cuộc đọ sức này sẽ diễn ra muộn vào lúc 21 giờ địa phương, tức là 1 giờ sáng ngày 11 tháng 4 theo giờ Việt Nam. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn và ban huấn luyện đã đưa ra kế hoạch tập luyện cùng với việc thay đổi giờ giấc sinh hoạt cho các cầu thủ để tất cả có thể làm quen với sự chênh lệch về múi giờ cũng như là thời tiết. Đội cũng được VFF sắp xếp sang Qatar sớm hơn một tuần so với lịch thi đấu của Liên đoàn bóng đá châu Á để có đủ thời gian bắt nhịp tốt trước giải đấu này. Trong cuộc họp, đội huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã phổ biến giáo án tập luyện và trao đổi về chiến thuật với các cầu thủ. Ông khuyến khích các học trò chơi tự tin và thoải mái để phát huy tối đa khả năng của mình trong các trận đấu. Liên quan đến trận giao hữu diễn ra vào đêm ngày hôm nay, hai đội thống nhất sử dụng không quá 3 lần thay người. Nếu kết quả cuối cùng là hòa, hai đội sẽ tiến hành thi đấu ở loạt sút luân lưu để rèn luyện thêm tâm lý và bản lĩnh cho các cầu thủ. Trận đấu này sẽ diễn ra trên sân không có khán giả và không có hoạt động của truyền thông để phục vụ thuần túy cho công tác chuyên môn của hai đội. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt vào trận đấu này. Đây được coi là cơ hội cho các cầu thủ thể hiện bản thân vì ban huấn luyện sẽ dựa vào màn trình diễn này để có thể chọn ra 2-3 cái tên cuối cùng tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2024. Thưa quý vị và các bạn, trong buổi tập muộn vào tối ngày hôm qua theo giờ Việt Nam thì U23 Việt Nam được tập ở sân vận động có tên là Qatar University. Và trận đấu với U23 Jordan diễn ra vào lúc 1 giờ sáng ngày mai theo giờ Việt Nam cũng diễn ra tại Qatar University. Nếu quý vị quan tâm tới World Cup 2022, quan tâm tới Messi và đội tuyển Argentina thì hẳn quý vị sẽ thấy sân vận động Qatar University là một nơi rất đặc biệt, đúng không ạ? Quý vị còn nhớ đây là một nơi đã mang lại những tiêu chuẩn rất là tốt cho đội tuyển Argentina. Đội tuyển Argentina và Messi thay vì ở một khách sạn hạng sang tại thủ đô Doha của Qatar thì họ muốn chọn một nơi có không gian có thể nói là thoáng đãng, gần gũi và thân thiện, đặc biệt phục vụ cho những món ăn mà Messi và các đồng đội rất ưa thích. Nên thay vì ở một khách sạn hạng sang 5 sao thì Messi và các đồng đội đã chọn Qatar University làm nơi đóng quân của mình. Và đội bóng xứ Tango đã biến Qatar University trở thành một nơi rất nổi tiếng. Vì sao ạ? Bởi vì là Argentina đã vô địch và Qatar University sau đó đã có một động tác cực kỳ khôn ngoan khi họ quyết định để cho căn phòng mà Lionel Messi từng ở trong thời gian diễn ra World Cup trở thành một bảo tàng. Thông báo này đã được đưa ra vào đầu tháng 1 năm 2023.
chính là thời điểm mà World Cup 2022 vừa mới kết thúc. Đây là một nơi Messi đã ở trong thời gian diễn ra World Cup, và Qatar University đã đưa ra thông báo rằng phòng ở của Lionel Messi sẽ không thay đổi và sẽ chỉ dành cho khách tham quan, vì nó sẽ đóng vai trò như một bảo tàng nhỏ chứa tất cả đồ đạc của Messi và sẽ là di sản cho học sinh, sinh viên về thành tích tuyệt vời mà siêu sao này đã đạt được trong suốt thời gian diễn ra World Cup vừa qua. Tất nhiên, mọi chuyện thì cũng đã khá xa rồi, nhưng đội tuyển U23 Việt Nam nếu như được chơi bóng tại Qatar University thì hẳn là các bạn ấy cũng có thêm những động lực để hướng tới những kết quả tốt đẹp tại giải đấu lần này. Đương nhiên là một sân tập nơi mà Messi từng tập luyện và đã từng ở đây, thì chất lượng của mặt cỏ tại sân Qatar University thì khỏi phải chê, thưa quý vị và các bạn. Hôm qua các học trò của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã thể hiện rất là rõ sự hào hứng khi được tập luyện tại đây. Và kính thưa quý vị, huấn luyện viên Anh Tuấn dù thấy các học trò của mình cảm thấy thoải mái khi tập luyện tại đây, nhưng là một nhà quản lý, ông cũng phải đưa ra những yêu cầu như là thiết quân luật với các học trò để làm sao đội bóng không bị sao nhãng, phân tâm vào những việc không cần thiết và đạt kết quả tốt nhất tại giải đấu lần này. Sau một hành trình bay dài, U23 Việt Nam đã nhanh chóng chuyển sang kế hoạch tập luyện hướng tới các trận đấu quan trọng ở phía trước. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, đội có buổi tập đầu tiên vào lúc 19 giờ tối ngày 7 tháng 4, tức 23 giờ theo giờ Việt Nam. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, đội đã có buổi tập đầu tiên tại Doha vào lúc 19 giờ tối ngày 8 tháng 4, tức 23 giờ theo giờ Việt Nam. Ngoài việc chú trọng vào phần kỹ thuật, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng đặc biệt quan tâm đến vấn đề kỷ luật của cả đội. Các cầu thủ không chỉ được yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt các quy định mà còn phải tuân thủ nguyên tắc sinh hoạt đúng giờ giấc. Hơn nữa, vị chiến lược gia người Khánh Hòa cũng áp đặt lệnh cấm sử dụng điện thoại và thiết bị điện tử trong một thời gian nhất định. Chia sẻ về điều này, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho biết: "Triết lý huấn luyện của tôi là đề cao kỷ luật. Đây là từ bao hàm rất nhiều yếu tố. Đó không thuần túy là ăn đúng giờ, ngủ đúng giấc, mà bóng đá là môn chơi tập thể. Kỷ luật tức là cầu thủ phải làm đúng vai trò của mình trong cả một bộ máy. Với U23 Việt Nam hiện tại, tôi vẫn cho cầu thủ dùng điện thoại, nhưng phải có điều kiện. Tôi tôn trọng cầu thủ, nhưng họ phải tôn trọng ban huấn luyện. Họ được dùng điện thoại, nhưng không được dùng trong giờ ăn, đi tập hay khi đi họp đội. Có thời điểm vị chiến lược gia người Khánh Hòa không cho các học trò sử dụng điện thoại. Một ngày trước khi trận đấu diễn ra, ông cũng muốn các cầu thủ có thêm thời gian tương tác với nhau hơn nữa." Thưa quý vị và các bạn, vòng chung kết U23 châu Á diễn ra từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5. U23 Việt Nam sẽ đá trận đầu tiên vào lúc 22:30 ngày 17 tháng 4 gặp đối thủ U23 Kuwait, sau đó gặp Malaysia lúc 20:00 ngày 20 tháng 4 và gặp Uzbekistan lúc 22:30 ngày 17 tháng 4. Toàn bộ các trận đấu ngày 23 tháng 4, toàn bộ các trận đấu của giải đấu này đều sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV5 của Đài truyền Việt Nam cũng như những kênh sóng khác của VTV. Kính mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Bây giờ thì chúng ta sẽ còn nhiều câu chuyện hay khác để chia sẻ, nhưng như thường lệ thì Biên Cương xin phép được dành ra hơn một phút để chia sẻ cùng quý vị và các bạn về sản phẩm đang mang đến rất là nhiều những phản hồi tích cực của đông đảo quý vị, đó là sản phẩm nước Đông trùng Bạch Khang. Bạch Khang Đường trân trọng giới thiệu Đông trùng Bạch Khang, đông trùng hạ thảo chuẩn cho người Việt. Đông trùng Bạch Khang với cái định vị của mình là đông trùng thật, muốn đem đến cho người dân Việt Nam một cái đông trùng hạ thảo đúng loài Cordyceps sinensis có nguồn gốc từ Himalaya, được nuôi trồng hữu cơ và nhập khẩu từ Mỹ. Với chứng nhận của Ngân hàng Gen Hoa Kỳ, chứng nhận của Phòng Công chứng Hoa Kỳ cùng quy trình sản xuất hiện đại, đông trùng Bạch Khang mang niềm tin đến người tiêu dùng. Đã dùng là tin, đã tin là hài lòng. Và được con trai giới thiệu mua đông trùng hàng Bạch Khang qua kênh tại Biên Cương, tôi có dùng một thời gian và thấy cải thiện rất tốt về giấc ngủ, xương khớp khỏe hơn, đặc biệt hết hẳn mệt mỏi tiểu đêm và huyết áp ổn định hơn trước rất nhiều. Có sức khỏe là có tất cả, đừng bỏ lỡ những giá trị từ đông trùng Bạch Khang. Truy cập website bachkhangduong.vn hoặc gọi điện tới số hotline 0889 666 6650 để biết thông tin chi tiết. Đông trùng Bạch Khang, đông trùng thật, tự tin sống chất. Thưa quý vị, các bạn, nước đông trùng Bạch Khang với loài đông trùng hạ thảo Cordyceps sinensis có nguồn gốc từ Himalaya đang nhận được phản hồi tích cực từ quý vị. Từ những quý vị và các bạn có tuổi một chút hay là trẻ trung hơn, là nam hay là nữ thì đều thấy rất là hiệu quả. Rất là nhiều những người con đã mua sản phẩm này cho bố mẹ của mình, những người cháu mua sản phẩm đông trùng Bạch Khang cho ông bà của mình.
và Bách Khang Đường vẫn đang dành cho quý vị một combo. Khi quý vị mua 4 hộp đông trùng Bách Khang, quý vị sẽ được tặng thêm một hộp nữa với giá chỉ là 1.898.000 đồng. Những chia sẻ như của anh Cường ở Thanh Hà, Hải Dương thực sự là rất vui. Anh Cường có nói rằng do công việc và cũng hay giao lưu bia rượu nhiều nên uống xem sản phẩm này có giúp cải thiện sức khỏe hay không. Và anh thấy cơ thể tốt hơn, khỏe ra và nhận thấy những chuyển biến hết sức là rõ rệt. Ngủ cũng sâu giấc hơn, ăn uống cũng tốt hơn và sản phẩm quả thực rất là tốt. Cảm ơn chia sẻ của anh Cường, của khán giả ở Hải Dương. Và mình cứ thấy rằng chia sẻ của anh Cường rất là sát thực tế, khi sản phẩm này thực sự mang đến những giấc ngủ ngon, những giấc ngủ sâu, xua tan sự mệt mỏi. Và anh em nam giới nếu phải đi ngoại giao hay có những mối thân tình mà uống nhiều bia rượu một chút thì sản phẩm này cũng rất là hay ạ. Tối qua thì bên Cương cũng có tham gia vào một cuộc vui và khi về thì kịp dùng một lọ này. Sáng nay lại thấy rất là khỏe mạnh và bây giờ thì đương nhiên không thể thiếu một lọ để khởi đầu một ngày mới thật nhiều năng lượng thưa quý vị. Chúc quý vị thật là nhiều sức khỏe. Thưa quý vị và các bạn, U23 Việt Nam tham dự giải đấu năm nay với một nguồn lực lượng phải nói là tinh nhuệ và nhiều cầu thủ đã có dịp khoác áo đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, tất cả các bạn ấy cũng đều sẽ phải vượt qua nhiều thử thách như những áp lực bên ngoài sân cỏ. Đó là lý do mà huấn luyện viên Hoàng Tuấn sẽ phải kiểm soát việc sử dụng điện thoại thông minh của các bạn ấy. Đình Bắc là một trong những người chịu nhiều áp lực nhất khi bước vào giải đấu lần này. Tuy nhiên, đọc dòng status mới đây của Đình Bắc thì cũng thấy rằng em ấy có vẻ như cũng đang cho thấy sự trưởng thành của mình và sẵn sàng vượt qua mọi áp lực để khẳng định bản thân. Câu chuyện xoay quanh Nguyễn Đình Bắc, một tài năng trẻ nổi bật đã làm nóng bầu không khí thị trường chuyển nhượng bóng đá Việt Nam những ngày vừa qua. Trong bối cảnh mà câu lạc bộ Quảng Nam khó lòng giữ được Đình Bắc khi mùa giải năm nay kết thúc. Mặc dù vậy, khi mà vòng chung kết U23 châu Á chuẩn bị khởi tranh, cầu thủ này vẫn gửi đi một thông điệp rất rõ ràng trên trang cá nhân. Vẫn được đứng ở đây, tôi ổn. Kèm theo hình ảnh anh đang tập luyện cùng với các đồng đội, điều này cho thấy sự tập trung và quyết tâm của các cầu thủ trẻ sau những câu chuyện không như mong muốn bên lề sân cỏ. Huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn từng có những nhận xét gây chú ý về Đình Bắc sau trận đấu giữa LP Bank Hoàng Anh Gia Lai và Quảng Nam ngày 4 tháng 4, nói rằng cậu trò của mình thích tự thể hiện và không tuân thủ chỉ đạo, gây ra rối loạn trong đội hình. Ngoài ra, vị chiến lược gia này còn nói về việc Đình Bắc chuyển tới thi đấu tại câu lạc bộ Hà Nội nhưng sau đó lại thay đổi ý định. Trong một diễn biến khác, có thông tin cho rằng câu lạc bộ Bình Định và Công an Hà Nội đều muốn chiêu mộ Đình Bắc. Khả năng để anh quay lại thủ đô một lần nữa là hoàn toàn có thể xảy ra, mở đến nhiều cơ hội mới cho tương lai của tài năng trẻ sinh ra tại Nghệ An này. Chúng ta cũng sẽ chúc cho Đình Bắc và các cầu thủ trẻ của bóng đá Việt Nam sẽ đạt kết quả tốt tại giải đấu năm nay. Thưa quý vị và các bạn, lần đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á có tới 4 đại diện tham dự vòng chung kết U23 châu Á và các đội đều rất là tích cực chuẩn bị. Thái Lan thì có vẻ như im hơi lặng tiếng hơn, trong khi Malaysia chuẩn bị từ ngày 1 tháng 4 khi họ có mặt ở Qatar từ ngày đó rồi. Indonesia thì cũng rất tích cực cho những trận giao hữu và mới đây thì họ đã đánh bại U23 các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất với tỷ số 1-0 bằng bàn thắng duy nhất được ghi do công của Witan Sulaiman. Huấn luyện viên Shin Tae-yong dẫn dắt Indonesia tại giải đấu lần này thì tỏ ra đang rất là hào hứng và cho rằng các cầu thủ trẻ ngày càng trưởng thành hơn và có thể làm nên chuyện. Ông Erick Thohir, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia còn giao nhiệm vụ là Indonesia phải giành vé dự Olympic. Indonesia thì sẽ có thêm cả những cầu thủ nhập tịch như Justin Hubner và thậm chí họ đang mong muốn có sự phục vụ của Taeyong, người đang chơi cho Heerenveen. Câu lạc bộ Cerezo Osaka thì đã đồng ý để cho Justin Hubner tham dự giải đấu lần này. Vậy thì các đại diện Đông Nam Á có cơ hội như thế nào tại giải đấu năm nay? Việt Nam và Malaysia xem ra sẽ là nơi mà có nhiều cơ hội nhất để vượt qua vòng bảng khi Việt Nam và Malaysia có thể sẽ là những đối thủ cạnh tranh trực tiếp với nhau bên cạnh một suất khó có thể thoát khỏi tay của U23 Uzbekistan. Việt Nam và Malaysia sẽ đối đầu với nhau vào lúc 20 giờ ngày 20 tháng 4 và vì thế hai đội sẽ đều phải đạt kết quả tốt trước U23 Kuwait. Cũng không dễ là đánh bại Kuwait đâu nhưng cũng không phải là không có những hy vọng. Tức là gì, ở bảng đấu của chúng ta thì cơ hội đi tiếp của một đại diện Đông Nam Á là sáng hơn cả. Ở những bảng đấu còn lại thì Indonesia rơi vào bảng A, được cho là nhiều thách thức với U23 Qatar, U23 Australia và U23 Jordan. U23 Jordan đá với U23 Việt Nam trong trận giao hữu tối ngày hôm nay là vì họ sẽ đối đầu Indonesia. U23 Indonesia mạnh đấy, cũng có nhiều sự tiến bộ nhưng để đấu với U23 Australia thì không dễ và chủ nhà Qatar thì chắc họ cũng không muốn dừng bước sớm ở vòng bảng đâu. Cho nên cơ hội của Indonesia, biên cương cho rằng là có nhiều thử thách.
Thái Lan cũng rơi vào bảng đấu không hề dễ chịu thưa quý vị. Họ rơi vào bảng C với U23 Ả Rập Xê Út, đội đương kim vô địch, U23 Iraq và U23 Tajikistan. Ả Rập Xê Út có lẽ là một đội bóng có sự vượt trội chăng? Trong khi đó thì những đội như Iraq hay Tajikistan thì Thái Lan cũng sẽ phải cần tới rất nhiều đẳng cấp và sự bùng nổ mới có thể đánh bại được hai đội bóng này. Ông Asatada Isi sẽ là người tư vấn cho đội tuyển U23 Thái Lan. Chúng ta vừa phân tích một chút về cơ hội của các đại diện khu vực Đông Nam Á ở giải U23 châu Á. Và chúng ta thấy rằng chính Việt Nam và Malaysia là hai đội bóng có nhiều cơ hội nhất để vượt qua vòng bảng, nhưng hai đội sẽ lại phải loại bỏ nhau và đó là chuyện bình thường trong bóng đá. Nói về bóng đá khu vực Đông Nam Á thì điểm đến của các cầu thủ Việt Nam xem ra như một Việt Nam không hào hứng lắm, nhưng cũng đừng quên rằng những đội bóng ở Thái League chẳng hạn thì rất là phát triển, và nếu một ngày nào đó các cầu thủ Việt Nam lối bước Đặng Văn Lâm hay Lương Xuân Trường sang đây thi đấu thì cũng là điều phù hợp thôi. Câu chuyện về Hoàng Đức sang Thái League thi đấu xuất hiện rầm rộ những ngày vừa qua khi Thái League xuất hiện. Khi Thái League chứng kiến sự hiện diện của Hoàng Đức, Hoàng Đức đến đây để theo dõi cơ sở vật chất cũng như tham vọng của các đội bóng. Nhiều người tin rằng Hoàng Đức sẽ đến với những đội bóng này, nhưng câu chuyện vẫn đang ở thì tương lai. Đương nhiên cơ được biết là Hoàng Đức sẽ còn có một chuyến đi nữa tới Thái League. Tuy nhiên, nhiều người cũng đã nhanh chóng cho rằng có thể không có chuyện Hoàng Đức thi đấu tại Thái League đâu. Ngày 8 tháng 4, cư dân mạng xôn xao trước tin đồn về khả năng Hoàng Đức sẽ sang Thái Lan thi đấu. Tận dụng thời gian nghỉ của V-League, tiền vệ của tuyển Việt Nam đã đến xứ sở Chùa Vàng để tham quan một số cơ sở vật chất của các câu lạc bộ mời anh sang thi đấu. Mặc dù vậy, thông tin mới nhất về thương vụ này đã được một thành viên của chính câu lạc bộ Bangkok United tiết lộ. Hoàng Đức là một cầu thủ giỏi, tuy nhiên chúng tôi đang có quá nhiều tiền vệ và câu lạc bộ chưa có kế hoạch chiêu mộ cậu ấy. Trợ lý huấn luyện viên Papua Wong Sa của đội bóng này chia sẻ với Zing News. Trước đó, giám đốc kỹ thuật của câu lạc bộ PG Patum United, ông Surachai Jatupatarapong, tiết lộ rằng họ đã liên hệ với cầu thủ của câu lạc bộ thể công Viettel và cầu thủ sinh năm 1998 được cho là rất được câu lạc bộ quan tâm. Mặc dù vậy, lời đề nghị đã diễn ra từ năm 2021. Hoàng Đức đã thể hiện sự thăng tiến mạnh mẽ và thu hút sự chú ý của nhiều câu lạc bộ. Còn nhớ khi tuyển Việt Nam thi đấu với Oman thuộc vòng loại thứ 3 World Cup 2022, huấn luyện viên Badr Al-Mamari của câu lạc bộ Ban Hai SC cũng đã liên hệ với lãnh đạo của đội tuyển quốc gia để tìm hiểu về đương kim quả bóng vàng Việt Nam. Câu chuyện của Hoàng Đức với tương lai thì vẫn còn phải chờ. Tất nhiên là cầu thủ nào thì cũng muốn sang ngay K-League hay J-League để thi đấu vì đó là một sự khẳng định. Nhưng như Biên Cương đã từng phân tích trong một bản tin thì việc từ từ làm quen với môi trường thi đấu xuất ngoại như môi trường Thái League rồi chuyển sang thi đấu cho K-League hay J-League cũng là điều phù hợp mà. Mọi thứ sẽ vẫn đang ở phía trước. Thưa quý vị và các bạn, đó là câu chuyện của các cầu thủ Việt Nam thi đấu tại Thái League và câu chuyện về điểm đến tương lai của Thái League. Trong khi đó thì Thái League họ cũng rất muốn có những cầu thủ nổi bật của Việt Nam và truyền thông của họ thì khỏi phải nói rất là hào hứng khi xuất hiện thông tin từ người đại diện của Quang Hải về việc Quang Hải cũng có thể sẽ chọn Thái League làm điểm đến. Sau khi người đại diện của Quang Hải, ông Michele Donato Fossini hé lộ về khả năng sang thi đấu ở Thái Lan trong tương lai của thân chủ, giới truyền thông xứ Chùa Vàng đã bắt đầu quan tâm đến thông tin này. Trong một chương trình, ông bầu của tiền vệ đa khoa câu lạc bộ Công Hà Nội đã chia sẻ về những lời đề nghị mà Quang Hải nhận được từ các câu lạc bộ châu Á và châu Âu. Có hai đội bóng từ châu Á và châu Âu đã liên hệ, tôi chưa trao đổi với huấn luyện viên nào. Tôi nghĩ Nhật Bản là lựa chọn tốt nhất và Thái Lan cũng vậy. Nếu Quang Hải thích thi đấu ở châu Á, Nhật Bản sẽ là sự lựa chọn đầu tiên. Vì vậy tôi cũng muốn cậu ấy tiếp tục giấc mơ quay trở lại châu Âu thi đấu. Sau khi phát biểu của ông Mekele được các tờ báo tại Việt Nam đăng tải, các tờ báo tại Thái Lan cũng đã chú ý tới tương lai của cầu thủ này. Tờ Bôn Thái đã viết, liệu Quang Hải có thực sự đến Thái League? Người đại diện của cầu thủ này đã tiết lộ rằng anh ấy đã nhận được nhiều lời đề nghị từ các câu lạc bộ ở châu Á và châu Âu khi hợp đồng của Quang Hải sắp kết thúc và anh ấy đang lấy lại phong độ, việc chọn sang Thái Lan thi đấu hoặc Nhật Bản có thể là sự lựa chọn phù hợp. Trong khi đó, Buasik của Thái Lan cũng đưa tin về quá trình đàm phán trước đây giữa Quang Hải và Mường Thông United nhưng không đạt được thỏa thuận về vấn đề lương bổng. Với những đóng góp tích cực cho câu lạc bộ thủ đô Công an Hà Nội trong mùa giải này, việc Quang Hải nhận được nhiều lời đề nghị từ các câu lạc bộ châu Á và châu Âu cũng không phải là điều quá ngạc nhiên. Nhiều cầu thủ sẽ kết thúc hợp đồng với câu lạc bộ của mình sau mùa giải năm nay V-League 2023-2024, trong đó có cả trường hợp của Phạm Tuấn Hải nữa với câu lạc bộ Hà Nội. Mọi thứ vẫn đang ở phía trước và chúng ta cũng có nhiều điều để chờ đợi đây. Trong khi đó thì UEFA Champions League
ở vòng tứ kết quá hay, trận nào cũng hay. Và bây giờ sẽ là cập nhật kết quả mới nhất của hai trận đấu cũng có thể nói là rất hay của vòng tứ kết này. Hai trận đấu đầu tiên của lượt đi vòng tứ kết Champions League đều là những cặp đấu duyên nợ và rất đáng mong chờ. Tại Santiago Bernabeu, nhà đương kim vô địch Manchester City khởi đầu như mơ với bàn thắng sớm của Bernardo Silva ngay phút thứ 2. Mặc dù vậy, chỉ trong vòng 2 phút từ phút thứ 12 đến phút thứ 14, đội chủ nhà đã có liền 2 bàn thắng để dẫn ngược 2-1 sau 45 phút đầu tiên. Hiệp 2 có thêm 3 bàn thắng được ghi tương tự hiệp 1, nhưng đều là những tuyệt phẩm. Phil Foden và Josko Vardion là tác giả của hai cú sút xa chất lượng khiến lưới của Real Madrid rung lên bần bật. Không lâu sau đó, Federico Valverde cũng không chịu kém cạnh với tình huống bắt vô lê trái lưới Manchester City. Ba đều là tỷ số cuối cùng của trận đấu này. Tại sân Emirates, Arsenal đang có phong độ cao tràn đầy tự tin tiếp đón Bayern Munich, đối thủ từng gieo sầu nhiều lần cho họ ở Champions League. Bukayo Saka sớm mở tỷ số ở phút thứ 12, nhưng đội bóng Đức chỉ cần 6 phút để gỡ hòa do công của Serge Gnabry, một cựu pháo thủ. Harry Kane chứng minh việc chuyển ra khỏi nước Anh không khiến việc ghi bàn vào lưới Arsenal thay đổi với pha dứt điểm 11m chính xác. Đến phút thứ 76, Leonardo Chosa ấn định tỷ số 2 đều. Tỷ số này giúp Bayern có chút lợi thế khi trở về sân nhà Allianz Arena. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc tin nóng bóng đá ngày hôm nay trên kênh YouTube Bình Luận Viên Tại Biên Cương. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị và các bạn. Một lần nữa chúc quý vị và các bạn ngày mới nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe, nhiều thành công. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở các bản tin tiếp theo.